Hello, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Trần Văn Chứng. Mình là Tùng Anh, người sẽ dẫn mọi người đi nhìn vào một cái biên tổng quan về thị trường chứng khoán cũng như là những cái biến động thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì nếu đây là lần đầu tiên mọi người ghé anh chị ghé thăm kênh Trà Đá Trứng thì anh chị đừng ngại đăng ký kênh để đón xem những cái bản tin chứng khoán cũng như là những cái kiến thức liên quan đến thị trường đầu tư. Và ở dưới phần mô tả em có để cái room cộng đồng em ở trong đấy để mọi người có thể tham gia vào đấy để xem những cái khuyến nghị cũng như là những cái tư vấn em liên tục cập nhật trong phiên. Và anh chị có thể nhắn tin riêng cho em sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc của mình nha. Thì bây giờ không làm mất thời gian của anh chị nữa, chúng ta đi luôn vào phân tích đi. Đầu tiên là về chỉ số VN Index trong phiên ngày hôm nay, mở cửa mức giá là 1.136.39, đóng cửa tại 1.131.72, tương đương tăng 1,71%, tăng 1,71 điểm so với phiên hôm trước. Nhìn về cái khối ngoại nhé, khối ngoại trong phiên ngày hôm nay nó đã quay xe, nó không còn mua ròng hơn mà nó bán ròng hơn đâu đó hơn 350 tỷ. Và bán mạnh nhất đó là bán mã SSI với hơn 89 tỷ, mua mạnh nhất là mua Vietcombank với 91,85 tỷ, gần 92 tỷ. Thì cái biến động của thị trường trong phiên ngày hôm nay, mọi người thấy là mặc dù điểm của thị trường là đang tăng nhưng mà nó đang thể hiện cái gì? Nó đang thể hiện một cái sự đó là sự xanh vỏ đỏ lòng, với biến động của nó là 197 mã tăng. Thị trường tăng nhưng chỉ có 197 mã tăng, trong đó 299 mã đang giảm và 77 mã đang tham chiếu. Thì ngày hôm nay giảm mạnh nhất đó là có con VAX 4.09%, tiếp đến là con BCG giảm 5,56%, tiếp đến là có con GEX giảm 6,14%. Thì những cái mã này là những cái mã mà nó liên quan đến anh Tuấn Mượt. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp về những cái tác động của VN, những cái mã tác động của VN Index trong phiên ngày hôm nay. Thì top 3 mã ảnh hưởng tích cực đến VN Index có Vietcombank, ACB và MSR, tiếp đến mã 3 mã ảnh hưởng tiêu cực đến HPG. Ba mã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường là có HPG, VPBank và VIC. Thì bây giờ chúng ta đi luôn vào cái chart biểu đồ của VN Index để chúng ta phân tích rõ ràng hơn về những cái biến động như là nhận xét về thị trường trong phiên tới nó sẽ biến động như thế nào. Đầu tiên là về cái VN Index. Về VN Index trong phiên ngày hôm nay, nó đang đóng cửa tại 1.131. Thì ngày hôm nay lúc mà mở cửa là lên đọc mở cửa tại 1.136.39, thì kỳ vọng của mình cái khung giờ lúc mà khoảng 10 giờ thị trường được nhóm ngành ngân hàng nó bắt đầu dọn đồ tiền vào, nó kéo thị trường đi lên, thì kỳ vọng của mình ngày hôm nay thị trường nó phải đóng cửa mức giá là 1.139 đến 1.140 cơ, kiểu mình phải kỳ vọng cao vào. Tuy nhiên thì chiều đến con mã cổ phiếu liên quan đến anh Tuấn kéo giảm xuống hơi cao thì đóng cửa tại 1.131. Thì khả năng trong phiên tới chỉ số VN Index của nó lên đến 1.150 là điều có thể xảy ra đó, thì những phiên tới nó sẽ có phiên điều chỉnh lên đến 1.150 đó, 150-160 thì chờ xem những phiên tới nó xác nhận như thế nào cũng như là biến động ra sao. Thì bây giờ đi vào cái chặng giờ của nó để chúng ta có thể phân tích rõ ràng hơn về biến động VN Index thôi. Nhìn về cái chặng một giờ của VN Index, chúng ta có thể thấy là vào cái phút khung thời gian 9 giờ vào thanh khoản đi vô gần như là trung bình 20 phiên của nó luôn. Đấy, đó là về cái thanh khoản. Thì mức đẩy thị trường lên cao nhất đó là lên đến mức điểm là 1.139.71. Sau đó thị trường rung lắc lúc 10 giờ 10 rưỡi này, bắt đầu rung lắc và kéo điểm xuống đến 1.131. Thấp nhất đó là 1.131.53. Đó là về điểm thấp nhất. Thì sau đó khung 11 giờ đến 11 rưỡi thì thị trường kéo xuống 1.128.69 là nó còn thấp hơn cả cái điểm của phiên kết thúc thứ 6 tuần trước. Đó là có thể thấy là những cái mã nó kéo thị trường đi xuống rất là tệ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào cái những cái mã mà ảnh hưởng đến thị trường trong phiên hôm nay. Đó là những cái mã của anh Mượt, anh Tuấn Mượt ha. Thì đây, đầu tiên đó là về con GEX. Đối với con GEX thì ngày hôm nay chúng ta có gì để chúng ta có thể bàn luận về nó? Thứ nhất, nó bị bán tháo, đúng không? Mọi người có thể, anh chị nhà đầu tư có thể thấy là cái phiên bán tháo của nó ngày hôm nay gần như là gấp đôi trung bình 20 phiên của nó. Đó, VN Index đóng cửa, GEX đóng cửa mức giá là 22.15, tương đương giảm 6,14% luôn. Đó, thì đó là một trong những cái mã mà ảnh hưởng đến thị trường.
cũng như là một trong những người bạn của anh Tuấn Mượt. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi thêm những cái con khác của anh Tuấn Mượt để chúng ta có thể thấy là hôm nay những người bạn ấy nó ảnh hưởng như thế nào và nó giảm điểm kinh khủng khiếp ra sao. À, thì bây giờ tiếp đến là con PGC. Nhìn lại câu chuyện PGC, kỳ vọng của mình đã kể là nó đang trên một cái trendline tăng và kỳ vọng của mình nó lên đến trên cái mức giá là 57.8 và bắt đầu điều chỉnh. Thì cái target của con này theo nhận định của mình trước khi mà cái phiên hôm nay nó xảy ra thì target của con VGC này nó phải lên đến 61.36. Tuy nhiên cái phiên ngày hôm nay không biết là cái tin tức nó như thế nào, hiện tại thì mình vẫn chưa biết cái tin tức nó ra sao nha, nên là phiên ngày hôm nay nó bị bật tháo. Gần như là cái lực bán của nó lớn hơn trung bình 20 phiên, tiếp đến nó bị lủng cái trên lai tăng đó, nó bị lủng trên lai tăng. Tuy nhiên trong cái tiêu cực của nó thì nó lại đang có một chút gì đó tích cực. Đây mọi người có thể thấy là mình sẽ ấy lại cái che cho nó đúng hơn cái che của nó nha. Đó thì mọi người có thể thấy là đối với một cái che lai tăng như thế này này thì tại cái điểm này nếu mọi người đang nắm giữ con VGC này á thì khi mà nó lủng cái mức giá 53.6 thì mọi người phải cắt lỗ nó đi rồi, hoặc là mọi người hạ tỷ trọng của con VGC này nếu mọi người đang nắm giữ nó đi. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay lúc mà nó bị đẩy giá sâu nhất đó là nó đẩy xuống mức giá là 51.6. Tuy nhiên vì cái nền hỗ trợ 52.4, 52.5 này của nó khá là dày, khá là chắc, nên là con VGC này nó có một pha rút chân kéo chân đi lên đóng cửa ở mức giá là 52.5. Thì để nhận định con VGC này trong giai đoạn này thì nếu mà anh chị đang nắm hàng, anh chị cân nhắc bán nó đi, hạ trọng nó đi. Thì tại vì không phải không không mà tự dưng nó lại bán tháo các mã của anh, các mã chung liên quan đến anh Mượt được đúng không? Đó thì nếu mà có thể để an toàn cho cái danh mục đầu tư của chúng ta thì chúng ta cứ hạ bớt nó đi, hạ bớt tỷ trọng của nó để chờ khi mà nó xác nhận tin tức thì chúng ta có thể cover lại hàng sau, nó phải vẫn chưa trễ đó. Thì nếu mà mua mới con này thì giai đoạn này chưa khuyến khích mọi người mua mới con VGC. Tiếp đến một trong những cái mã liên quan đến Tuấn Mượt thì sẽ là con VIX. Đây nó thật sự đối với mình VIX nó là một trong những cái mã chứng khoán mà mình rất 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 là thích luôn, nhưng mà thật sự thì sự yêu thích hay là cái sự yêu thích của các mặt chứng khoán hay là sau đó thì nó không được ưu tiên, đó là vấn đề tâm lý, nó không được ưu tiên trên thị trường này. Nó phải tôn trọng cái nguyên tắc là dòng tiền như thế nào và biến động giá của nó ra sao thì chúng ta mới có thể đầu tư vào nó được tốt nhất có thể đúng không. Thì ngày hôm nay con VX này nó cũng đang bị bán tháo, cùng nó đang bị bán tháo gần như là gần như là gấp đôi trong 12 phiên. Cái khối lượng thanh khoản của nó đóng cửa ở mức giá là 16.4, giảm đâu đó 4,09%. Thì quay lại câu chuyện của nó, quay lại câu chuyện của cái biến động giá của con VX thì trong phiên ngày hôm nay nó đang đi ngang trong cái hộp Davat từ đến giá 16.4 đến 17.3. Thì mình đang kỳ vọng rằng nó sẽ trong phiên ngày hôm nay nó sẽ có một cái lực để nó break lên khỏi cái nền giá 17.3, nó xác nhận đi lên lại cái đỉnh cũ trên đây, nó điều chỉnh thì nó mới đúng kịch bản, nó mới đẹp. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay vì ảnh hưởng với một cái tin tức nào đó nó chưa ra, nó chưa được xác nhận thì nó bị đẩy giá đi xuống. Trong phiên có giai đoạn nó bị lủng, nó thuộc đa gác, nó bị lủng khỏi nền giá 16.4 luôn. Tuy nhiên vì trong vì nó kiểu vì cái lực cái hỗ trợ 16.4 nó là một cái hỗ trợ khá là chắc của cái mã chứng khoán VIX này, nên là nó còn có nhịp nó rút chân kéo lên đóng cửa tại 16.4. Thế nên con VIX này để nhận định rằng hiện tại mình có nên gia tăng tỷ trọng của nó hay không thì mình khuyến nghị là giai đoạn này mình không gia tăng tỷ trọng của con VIX. Để con VIX này nó có thể gia tăng tỷ trọng được thì như những câu chuyện về những cái mã liên quan đến mượn thì chúng ta phải chờ xác nhận cái thông tin của nó như thế nào, đó là tin tốt hay là tin xấu, hay là nó chỉ là đang ép tâm lý nhà đầu tư bán tháo hàng ra để nó gom hàng. Nói chung thì chúng ta phải chờ xác nhận tin tức thì chúng ta mới có thể xác nhận rằng có nên mua lại mới hay không. Và để thêm một trong những cái xác nhận mua mới con VIX này thì nó phải đi lên lại cái trend hai tăng này, vượt lên cái đường EMA 20 thì chúng ta mới có thể gia tăng tỷ trọng của nó, cảm thấy an tâm nhất có thể đối với con VIX.
Thì đó là một vài cái mã liên quan đến anh Mượt và những cái mã biến động trong phiên ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi về những cái mã biến động tăng giá trong phiên ngày hôm nay ha. Đó là được tên là con HCM, một cái gap khá là, thật sự là cái gap mở cửa phát mà mình nhìn hơi hơi hoảng đấy. Đấy, thì đây là cái gap lúc mà nó mở cửa là nó mở cửa ở mức giá là 25.4, là trên đây này đó, trên đây này, nên là cái gap mình kể là nó gần như là nó hết cả cái hộp đa bát mình đang kể đó luôn. Đó là cái nền giá gap. Sau đó con HCM này nó đóng cửa ở dưới cái đóng cửa tại mức giá là 24.7, đâu đó vẫn tăng 3,97% so với phiên trước. Thì cái gap của nó được khép nhỏ hơn một tí. Tuy nhiên con HCM giai đoạn này có nên mua mới hay không, thì khuyến nghị của mình là HCM giai đoạn này không phải là mã mình có thể mua mới. Đó, sau HCM sẽ là đi ngang một cái mã nó lừa khá là đau trong phiên thứ sáu tuần trước, khi mà nó đóng cửa ở cái đáy cũ. Thì trong phiên ngày hôm nay nó mở cửa, Vietcombank ngày hôm nay mở cửa mức giá là 82.09. Đây, 82.09 sẽ là ở đây này. Đó, là gần như bằng với cái mức giá ngày hôm thứ năm. Thì có phải là hôm đấy là nó đang hy sinh một con để đánh lừa tâm lý anh chị nhà đầu tư trước trước cái phiên trước Tết rồi không? Thì ngày hôm nay thì Vietcombank nó đang đóng cửa trên đêm 20. Thì nếu mà anh chị có muốn gia tăng tỷ trọng mua con Vietcombank này, thì anh chị có thể gia tăng tỷ trọng mua nó. Vì nhìn về thanh khoản, nhìn về câu chuyện thanh khoản Vietcombank, thì chúng ta có gì để chúng ta có thể bàn luận? Thanh khoản Vietcombank trong phiên ngày hôm nay nó lớn hơn trung bình 20 phiên, là một trong những cái điểm tốt của Vietcombank. Điểm tốt thứ hai là nó đang xác nhận đi lên khỏi EMA 20. Và điểm tốt thứ ba là trong phiên ngày mai chỉ cần nó xác nhận là break lên khỏi cái nền giá 83.5, nó sẽ là một cái xác nhận đẹp của Vietcombank, nó sẽ đi về test lại cái đỉnh cũ. Nó Vietcombank đi về test cái đỉnh cũ ở nền mức giá là 89.2 đấy á, rất là điều bình thường, rất là điều có thể xảy ra. Thì đến khi mà nó test cái đỉnh cũ này, sau đó nó sẽ đi ngang trong một vài phiên, thì chúng ta sẽ có những cái hành động khác đối với công Vietcombank này sau. Thì gia tăng của Vietcombank giai đoạn này chờ nó break lên khỏi nền giá 83.5 thì sẽ là cái điểm mình gia tăng tỷ trọng của Vietcombank đó. Thì tiếp sau Vietcombank chắc là sẽ đi ngang qua con HAG đi, sao bỏ qua con heo ăn chuối được. Thì đối với HAG trong phiên ngày hôm nay nó vẫn chưa thật sự là break, mặc dù ngày hôm nay nó đang đóng cửa ở mức giá là 13.6, tạo một cái chân nến khá là đẹp. Tuy nhiên thật sự để nhìn về cái câu chuyện của nó thì nó chưa break khỏi cái nền giá 13.7 được, thì nó chưa xác nhận là mình có thể gia tăng tỷ trọng của HAG trong giai đoạn này. Bởi vì để nó xác nhận nó sẽ còn phải điều chỉnh, nó phải tích lũy thêm một thời gian nữa. Thì khi mà nó xác nhận nó break lên khỏi cái nền giá 13.7, nó sẽ là một cái xác nhận đẹp của con HAG này. Thì con HAG này kỳ vọng của mình nó sẽ lên lại cái mức giá là 17.18. Đó sẽ là target của HAG khi mà nó xác nhận break lên khỏi cái nền giá 13.7 ha. Thế nên giai đoạn này để kêu mọi người có gia tăng tỷ trọng HAG hay là không, thì mình khuyến nghị là giai đoạn này không phải giai đoạn mình có thể gia tăng tỷ trọng HAG. Đó. Tiếp sau HAG sẽ là con NAB. NAB thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, câu chuyện ngày hôm nay của NAB đó là thanh khoản của nó. Thanh khoản thị trường ngày hôm nay là gần như gấp đôi trung bình 20 phiên, đóng cửa ở mức dạng đóng cửa với một thanh nến Marubozu cực kỳ đẹp. Thì với thanh nến Marubozu như thế này thì khả năng trong phiên tới nó vẫn sẽ có một cái, chỉ cần nó có dòng tiền nó vẫn sẽ khả năng nó sẽ là đây này. Ngày hôm nay nó đang chạm vào cái kháng cự 15.8. Thì với cái thanh nến Marubozu và cái dòng tiền nó đẩy vào khỏe như thế này, thì khả năng trong phiên tới nó sẽ có một cái nhịp để break lên khỏi cái nền giá 15.8 là điều có thể xảy ra. Thì tuy nhiên để kêu gia tăng tỷ trọng của con NAB để giai đoạn này thì mình không khuyến nghị mọi người gia tăng tỷ trọng của nó. Vì nếu mà nhìn về cái câu chuyện là từ đáy của nó xác nhận lên trên cái nền giá trị nên trên cái mức giá đóng cửa ngày hôm nay thì nó đã tăng 12.12% rồi. Thì với cái 12% như thế này nó là một cái khi mà mình gia tăng tỷ trọng mua thì nó cũng khá là chênh vênh, nó cũng tăng khá là cao rồi, nó phải điều chỉnh, nó phải tích lũy một thời gian thì mình mới có thể gia tăng tỷ trọng ok, mình an tâm nhất cũng như là đảm bảo cái danh mục đầu tư của mình nhất đó.
đó là về NAB. Thì sau khi đi một vài cái mã cổ phiếu tăng như thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một vài cái nhóm ngành, phân tích những cái nhóm ngành ở trong đó thì chúng ta có thể nhận xét về nó. Đầu tiên là về cái nhóm ngành ngân hàng trong phiên ngày hôm nay thì sao? Cái nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay mình vào cái khung lúc 10 giờ 10 rưỡi á, nhóm ngành ngân hàng được đẩy kéo tiền vào rất là tốt. Thì mình nghĩ rằng đặt đẩy tiền vào như thế này thì khả năng là hôm nay kéo lên thị trường, kéo lên giá là gọi là mướt mượt rồi. Nhưng không không ngờ không ngờ là những anh Tuấn anh vẫn chụp đầu mình lại được đấy. Thì về con STB trong phiên ngày hôm nay, STB đóng cửa ở mức giá là 27.75, giảm có 0,2 điểm, tương đương với 0,72% thôi. Tuy nhiên á, nhìn về cái thanh khoản thì cái thanh khoản của nó đang bằng với lại trung bình 20 phiên. Thì cái thanh khoản của nó kêu tốt thì không hẳn tốt, nhưng mà kêu xấu thì chắc chắn là không phải là xấu rồi. Thì để xem cái thanh khoản cũng như là cái biến động của nó trong những phiên tới nó xác nhận như thế nào thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng vào nó hay là không. Thì con này nó có thêm một cái điểm tốt nữa, đó là hiện tại nó đang trên cái MA20 thì nó cũng đang là một trong những cái xác nhận tốt của con STB cũng như là cái nhóm ngành ngân hàng này. Tiếp đến là con MBB. Đối với con MBB trong phiên ngày hôm nay thì nó vẫn chưa xác nhận break lên được cái nền giá. Chờ nha, mình sẽ xóa bớt đi cho mọi người dễ nhìn. Đối với lại con MBB này, hôm nay nó đang đóng cửa ở cái mức giá là 18.85. Thì trong phiên nó có xác nhận nó lên khỏi cái nền giá 18.85. Tuy nhiên vì cái nó đang chạm vào là cái đỉnh cũ nên là nó điều chỉnh rút chân với một cái râu nến ở đóng cửa ở mức giá là 18.85 này. Thì nhìn về cái câu chuyện thanh khoản của nó nữa, thanh khoản thì 3 phiên liên tục nó đang lớn hơn trung bình 20 phiên, 3 phiên liên tục cái dòng tiền nó đi vô. Thì con này khả năng trong phiên mai nó break lên khỏi cái nền giá 18.85 là có thể xảy ra. Thì nếu mà mọi người gia tăng tỷ trọng mua con này thì mọi người có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng mua. Còn MBB này thì target của nó sẽ là 19.5 đến 20. Đó. Thì tiếp đến là TB Bank trong phiên ngày hôm nay thì sao? TB Bank trong phiên ngày hôm nay đóng cửa ở 17.3. Thanh khoản lớn hơn trong 20 phiên. Giai đoạn này không phải là giai đoạn có thể gia tăng tỷ trọng. Giai đoạn có thể gia tăng tỷ trọng mua con này thì là chờ nó tích lũy. Các mã ngân hàng thì cứ nghe giai đoạn nó tích lũy và break lên khỏi cái nền giá thì mình gia tăng tỷ trọng ok hơn. Chứ bây giờ nhìn từ cái đỉnh, nhìn từ cái lên đến cái mức giá như hôm nay cũng đang gọi như là mức vé nó tăng khá là ổn rồi, thì nó phải có điều chỉnh nó mới gọi là cái điểm mua đẹp. Đó, tiếp đến là con VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng. VB Bank trong phiên ngày hôm nay đóng cửa chạm lại đường 20, thì khả năng trong phiên tới nó vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh đi ngang trong cái nền giá từ 18.4 đến 19.2. Đó, đó là về con VB Bank. Thì con này phải xác nhận break lên khỏi mức giá là 19.2 mới là cái điểm gia tăng quan trọng con VB Bank này được. Tiếp đến là con Vietcombank. Vietcombank thì này con đi ngang qua rồi. EIB thì sao? EIB là một trong những điểm mã mà trong room mình đang khuyến nghị. Tuy nhiên là hơi đau lòng là con này nó cũng đỏ liên tục mấy phiên gần đây, mình rất là buồn. Tuy nhiên nó vẫn chưa vi phạm quy tắc nên mình vẫn chưa cắt lỗ nó được. Thì con này trong phiên ngày hôm nay nó đang đóng cửa ở ngay cái đường MA20 luôn, và nó đóng cửa ở mức giá là 18.45. Thì con này trong phiên tới khả năng nó sẽ break lên, bởi vì nhìn về cái câu chuyện kháng cự đi, kháng cự thì nó đang break lên khỏi cái kháng cự 18.4 rồi. Đó, thì trong phiên hôm nay nó có giai đoạn nó break lên khỏi kháng cự 18.4 rồi, thì khả năng trong phiên tới nó sẽ break lên khỏi kháng cự 18.4 như là vượt lên cái MA20 là điều có thể xảy ra. Thì con NIB này của mình, target ngắn hạn của mình đó là về lại cái đỉnh cũ 19.8 này thì nó mới sẽ điều chỉnh, nó sẽ điều chỉnh thêm một vài phiên. Đó là về EIB. Sau nhóm ngành ngân hàng sẽ đi ngang qua nhóm ngành chứng khoán. Chứng khoán trong phiên ngày hôm nay thì đầu tiên là VND. Nhìn về nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày hôm nay được có gần như là có vài con xanh rồi, còn lại đỏ rực. Đó, VND trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại 22.15, thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên, đang chạm vào đường biên mô linh xe ven. Khả năng trong phiên tới nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ đi trong cái nền giá từ 22.2, đây này, đây nó sẽ đi ngang trong cái nền giá từ 21.8 đến 22.5, thì đi ngang trong một vài phiên thì nó mới có cái đà để nó điều chỉnh, nó quét lên khỏi cái nền giá 22.6 xong. Đó, tại vì sao mình lại nhận định rằng con VND này nó đi như thế? Vì á,
nhìn về câu chuyện đối viên Polizabeth thì giai đoạn này nó đang xiết biên. Mình sẽ xóa hết đi cho mọi người nhìn dễ hơn. Đó, thì mọi người có thể thấy là cái đường biên của nó bị xiết vào dần, xiết vào dần. Thì khi mà nó xiết đường biên như thế này thì nó đang thể hiện là nó đang giai đoạn mã cổ phiếu đang đi ngang tích lũy để chờ cái đà tăng hoặc là giảm của nó. Đó, thì xác nhận tăng hoặc giảm của mã cổ phiếu. Tuy nhiên con này nó đang xiết biên nhưng mà theo một cái đà tăng. Thế nên là khả năng con này nó sẽ break giá đi lên là điều có thể xảy ra. Đó. Thì VND giai đoạn này có thể gia tăng tỷ trọng vô nếu mà nó xác nhận break khỏi cái nền giá 22.7. Đó, sau VND sẽ là qua SSI. SSI trong phiên ngày hôm nay vẫn là đang đi ngang trong nền giá từ 32.2 đến 33. Thì xác nhận break khỏi cái nền giá 33 này thì sẽ là cái điểm gia tăng tỷ trọng của SSI được. Thì target của con SSI này sẽ là 37.x. SHS thì sao? SHS trong phiên ngày hôm nay nó vẫn là đang đi ngang trong cái biên từ 16.8 đến 18.5. Không có gì để bàn luận về nó. Đóng cửa tại mức giá 18.5, xiết biên Bollinger. Khả năng vẫn sẽ đi ngang. Đó. VX thì lại đi ngang qua rồi. Anh Tuấn và những đêm đau rồi. Đó. AGR cũng đang trong giai đoạn xiết biên. Vẫn đi ngang. Dòng tiền cũng có. Không phải là không có, dòng tiền không thật sự xuất sắc. Nên là chưa xác nhận break được cái gì cả. Nên là chưa xác nhận được cái điểm mua đẹp của nó. Thì VCI thì sao? VCI. VCI thì đang chạm vào cái kháng cự 42.6 đến 42.9. Thì phải xác nhận break lên vào 42.9. Nó mới là cái điểm mình có thể gia tăng trọng cho con VCI được, VCI được. Sau cái nhóm ngành chứng khoán sẽ là những ngành bất động sản. Cái nhóm ngành mà cũng khá là tiêu cực trong phiên ngày hôm nay. Đất xanh. Đất xanh trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 19.05. 19.05 đang đi là vẫn đang xác nhận đi ngang trong cái vùng giá từ 18.6 đến 19.5. Thì với cái nền giá này nó phải xác nhận break lên khoảng 19.5 thì mới là cái điểm mình có thể gia tăng tỷ trọng của đấy được. Con này nếu mà mọi người đang nắm giữ mà nó xác nhận lùng 17.8 thì mọi người cắt lỗ. Novaland thì sao? Novaland cũng đang đi ngang. Lùng mức giá 15.8 cắt lỗ. Xác nhận target ngắn hạn của nó sẽ lên 18.6, sau đó sẽ điều chỉnh đi ngang một bài phiên. Thì con này nếu mà mọi người đang ôm, đang gồng nó rồi thì cứ gồng vì target của nó sẽ là mức giá là 22.5. Đó, tiếp đến là BDR. Sorry mọi người, mình đang kiểu bị cảm ấy nên là giọng nó hơi khàn. Đối với con BDR thì sao? Con BDR trong phiên ngày hôm nay nó xác nhận là nó lùng cái cục David, nó lùng luôn về cái M20 rồi. Thì nó thật sự là một trong những cái dấu hiệu khá là xấu của mã chứng khoán này. Thì nếu mà mọi người đang có, đang nắm giữ hàng, con này thì là một trong những cái mã mà mình đang nắm giữ hàng. Thì ngày hôm nay mọi người hạ tỷ trọng nó đi. Có thể hạ 30-50% tỷ trọng. Vì nó đang mất mé xác nhận là để xem trong biến động trong phiên ngày mai mình có khuyến nghị cho con của mình á. Là xem xác nhận trong phiên ngày mai nó mà lùng cái đường trên này, lùng cái trên line này á, thì mình có thể hạ 50% tỷ trọng để ôm chờ đến cái điểm xác nhận giá khác thì mình cover lại hàng đã sau. Chứ thật sự con này với cái giảm giá của nó trong phiên ngày hôm nay nhìn rất là tiêu cực luôn đó. Còn HDC thì sao? HDC trong phiên ngày hôm nay đang đóng cửa ở dưới cái M20, thanh khoản của nó bằng với lệnh là trung bình 20 phiên. Thì giai đoạn này nó vẫn đang xác nhận là đi ngang trong mức giá từ 36.7 đến 33. Nên là cũng không có gì để bàn luận nhiều. Cái điểm mua của nó sẽ là cái điểm khi mà nó xác nhận break lên khỏi cái nền giá 33.33. Đó. Còn Vinhorn đi. VHM. VHM. Mình có kể là trong một đường giai đoạn xiết biên, nó xác nhận đi lên thì nó sẽ điều chỉnh đi ngang trong cái vùng Davat từ nền giá 42.2 đến 44, thì phải xác nhận break lên khoảng 44 mới là cái điểm mình có thể gia tăng tỷ trọng của Vinhome. Đó là về bất động sản. Con sell đi, mình có thể đi ngang con sell phiên này. Con sell hôm nay thì CEO máy đang bắt đầu lắc lắc rồi đấy. Sell ngày hôm nay nó xác nhận là đóng cửa ở cái mức giá là dưới MA20, thì nó là một trong những cái xác nhận khá là tiêu cực rồi. Thì con này trong phiên tới nó phải chờ nó xác nhận đi lên lại M20, break lên khỏi cái nền giá 23 này mới là cái điểm mà người có thể gia tăng tỷ trọng của sell.
đó là về nhóm ngành bất động sản. Nhóm ngành khu công nghiệp trong phiên ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì trong buổi bản tin sáng, mình sẽ quay lại bản tin sáng thì mình có khuyến nghị cho anh em Nhật, anh chị nhà đầu tư như này. Là chúc anh chị năm mới vui vẻ, gặt được nhiều thành công trên thị trường. Nhìn lại câu chuyện thị trường những phiên cuối năm thì khối ngoại tiếp tục trạng thái mua ròng và tâm lý nhà đầu tư cũng đang dần có dấu hiệu tích cực trở lại. Nhận định với những cái thị trường thì VN Index hướng tới vùng kháng cự của 1.150, vậy nên trong phiên giao dịch các mã sẽ thay phiên nhau để quan sát nhóm bất động sản và khu công nghiệp. Nhưng mà đời không như là mơ đúng không? Nhận định thì đâu thì là đúng 100%. Thì ngày hôm nay bất động sản khu công nghiệp nó không thay phiên nhau nổ mà nó thay phiên nhau xịt. Đấy. Thì bây giờ quay lại câu chuyện SSC giảm 3,59%. Đóng cửa ở mức giá là 43. Giảm rơi xuống luôn cả đường MA20. Thanh khoản thì cũng lớn hơn cho mình 20 phiên. Khá là đau. Đó, thì giai đoạn này nếu đang nắm giữ SSC thì mọi người có thể cân nhắc quan sát ở trên một cái trend tăng. Thì trong phiên hôm nay mọi người có thể xác nhận là hạ 30-5% thị trường của nó là được rồi. Đó, để kiểu sự gì với cái sức bán trong phiên ngày hôm nay á, cái lực bán trong phiên ngày hôm nay thì không biết là liệu trong những phiên tới nó có còn giảm nữa hay không, nó còn bán tháo nữa hay không, thì chúng ta không trả lời được câu hỏi này. Thế vì câu hỏi này nó sẽ là cái câu hỏi thị trường nó sẽ trả lời thay chúng ta. Thì chúng ta chỉ là làm theo nguyên tắc cũng như là đảm bảo danh mục đầu tư của chúng ta trên những các hành động mà chúng ta có thể làm ra thôi, đúng không? Đó, thì đó là về con SSC. Tiếp đến là con IDC. IDC trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 51.2. Thì đó, cũng đang mắt mé vào MA20 rồi, vẫn được coi là một trong những cái tín hiệu tốt đó. Nhưng mà quan sát dòng tiền của nó thì thanh khoản của nó hôm nay cũng đang bằng với trung bình 20 phiên. Khả năng trong phiên tối chúng ta phải quan sát thêm, nếu mà nó lủng MA20 thì hạ tỷ trọng nó đi. Kinh Bắc thì sao? KBC trong phiên ngày hôm nay đang đóng cửa tại mức giá là 31.5. Thì con này trong những phiên tới khả năng nó sẽ quay lại tiếp tục đi ngang trong cái vùng từ mức giá 30-31.5. Thì nếu đang nắm giữ Kinh Bắc thì kệ, cứ tiếp tục nắm giữ đi vì nó chưa vi phạm nguyên tắc gì hết. GVR thì sao? GVR trong phiên ngày hôm nay đóng cửa với một cây nến Marubozu và đóng cửa ở mức giá là 20.95. Thì hiện tại nó vẫn đang ở trên được MA20 nên là cũng chưa có gì để chúng ta có thể bàn luận cũng như là phân tích quá nhiều về con GVR. Đó, thì về nhóm ngành khu công nghiệp, nhóm ngành thép thì sao? Thép trong hôm nay có Hòa Phát và Hoa Sen. Hôm nay con Nam Kim là con giảm mạnh nhất, thì chúng ta sẽ phân tích về Nam Kim trước. Nam Kim hôm nay đóng cửa với một thân nến Marubozu, thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên. Đóng cửa tại mức giá là 23.75. Thì quan sát thêm con Nam Kim này trong phiên tới, nếu mà nó xác nhận và nó lủng cái hộp Davat ở cái mức hỗ trợ 23.6 này thì hạ tỷ trọng nó đi. Tại vì con này á, nó là một trong những cái mã trong khuyến nghị của mình. Thì nhìn về chung cái nhóm ngành thép thì con này nó là yếu nhất trong những cái con trong nhóm ngành thép rồi. Thì tuy nhiên hiện tại giai đoạn đấy mình thấy là kỳ vọng là con này nó vẫn sẽ đi lên, nó vẫn sẽ đạt lên cái target là ở trên mức giá là 31.5-32 là đều có thể xảy ra. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì mình bằng một cách nào đó chưa biết tin gì, nhưng mà trong phiên ngày hôm nay nó đang bị phá và nó đang đóng cửa ngay mức đấy tại đường ngày 20. Và tại cái ngày mai mà nó xác nhận mà nó break khỏi cái mức chưa 23.6 này thì có lẽ là mình sẽ hạ trọng con KG này. Tiếp đến là con HSG, cũng là một trong những cái con giảm mạnh trong phiên này. HSG về thanh khoản hôm nay nó không lớn trong 20 phiên, đóng cửa tại mức giá là 22.15. Thì hiện tại nó vẫn chưa xác nhận là lủng cái trend line tăng cũng như là chưa xác nhận là sẽ lủng cái MA20 này, nên là nếu có hàng thì tiếp tục nắm giữ vì target của con này sẽ lên mức giá 26. Hòa Phát thì sao? Hòa Phát thì trong phiên ngày hôm nay thanh khoản của nó đang dưới trung bình 20 phiên, đóng cửa tại mức giá là 27.45, chạm MA20 khả năng trong phiên tới nó sẽ có lực đẩy giá đi lên, quay lại test lại trong cái mức đá bát này thôi. Thì nãy giờ mình thấy là mình đi qua cũng khá là nhiều cái nhóm ngành rồi, thì chắc là cái bản tin của mình nó sẽ kết thúc bây giờ. Thì chúc mọi người đạt được nhiều lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, cũng như là mọi người chưa follow kênh thì có thể follow kênh của mình để đăng nhập đăng ký kênh của mình hoặc là tham gia vào cộng đồng của mình trên bio. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như giải đáp thắc mắc của mọi người về thị trường chứng khoán. Tạm biệt.